tôm, này là nghêu. Gì? Khoai tây. Khoai tây xào gấp được. Khoai tây. Ừ, anh gấp vậy thôi chứ sao gấp. Hem, hem heo. Nhưng mình thử nha, để vô đây ha. Cho miếng ớt chỗ nè. Đó, Việt Nam ăn ớt. Món này ăn ớt. Đó, thấy không? Mình thấy rồi. Rồi xong rồi. Chiều anh. Trời phê tay tái luôn. Chiều anh. You must eat one.